Táo ma xuất hiện trong đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ. Đợt lạnh kỷ lục ở Mỹ đã tạo nên những hiện tượng thời tiết và tự nhiên kỳ lạ. Sau những tiếng nổ do động đất, băng, giông tuyết, sương mù, hơi nước và bây giờ là những trái táo ma. Ari System đang tỉa những cây táo trong vườn giữa thời tiết lạnh giá thì bỗng phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Tôi đoán rằng điều này được tạo nên bởi việc thời tiết đủ lạnh để khiến lớp vỏ băng xung quanh trái táo không tan chảy, nhưng đủ nóng để khiến những trái táo bị ngấm nước và hỏng. Ông System cho biết, táo có nhiệt độ đóng băng thấp hơn nước, và khi tôi tỉa cây, cành bị rụng khiến những quả táo hỏng bị rụng xuống, để lại lớp vỏ băng trên cây. Khu vực phía tây Michigan đã trải qua một đợt lạnh kỷ lục trong tháng này. Nhà khí tượng học Jordan Jones cho rằng nhiệt độ đã ấm lên trong tuần này khiến cho trời đổ mưa thay vì tuyết rơi như những ngày trước đó. Những cơn mưa lạnh sẽ khiến bất cứ thứ gì chúng chạm vào có thêm một lớp vỏ băng tinh khiết. Trong trường hợp này thì đó là những trái táo già chưa được thu hoạch, chuyên gia này nhận định. Bạn sẽ bắt gặp hiện tượng này ở trên bất cứ khu vườn nào ở Dry, một khu vực gần Sparta, Michigan nổi tiếng với việc trồng táo. Phần lớn những quả táo đều rơi xuống cùng với lớp vỏ băng, nhưng một vài quả để lại bóng ma của nó phía sau, ông System cho biết. Những quả táo này thuộc giống Jonathan, một trong những giống táo ưa thích của tôi, nhưng bây giờ tôi gọi chúng là Jonas Hush. Ông System chia sẻ phép chơi chữ của mình với Gus là ma. Tìm thấy cổ kiếm 900 năm bị rơi xuống cống. Một thanh kiếm còn rất bén được hai công nhân tìm thấy bên dưới cống nước Đan Mạch một cách thần kỳ. Các nhà khảo cổ cho rằng thanh kiếm này có thể đã 900 năm tuổi. Thanh kiếm hai lưỡi vẫn còn rất sắc bén, dài 112cm, được cho là thuộc một chiến binh thời Trung Cổ, giai đoạn những năm 1300. Chiến binh Trung Cổ này chắc hẳn đã bỏ một số tiền lớn để sở hữu được thanh kiếm. Theo các nhà khảo cổ học Đan Mạch, sở hữu kiếm thời Trung Cổ rất đắt đỏ, chỉ có các chiến binh tinh nhuệ hoặc các quý tộc mới có thể mang vũ khí này, đại diện cho bảo tàng lịch sử Bắc Julian nói. Các nhà khảo cổ nói, việc hai công nhân tình cờ tìm thấy thanh kiếm dưới cống là điều hết sức may mắn. Chiến binh Trung Cổ có thể đã đánh rơi thanh kiếm trong cuộc chiến Amborg, ngày nay là thành phố lớn thứ tư tại Đan Mạch, nhà khảo cổ Kenneth Nielsen nói. Các nhà khảo cổ hiện vẫn đang xác minh niên đại của thanh kiếm, nhưng nó đã có thể tồn tại từ những năm 1100, tức là 200 năm trước khi rơi vào tay chiến binh Trung Cổ và hơn 900 năm tính đến ngày nay. Dấu hiệu trên thanh kiếm cho thấy nó được dùng trong trận chiến ít nhất 3-4 lần trước khi bị thất lạc. Theo các nhà khảo cổ, việc tìm thấy một thanh kiếm như trên dưới cống là rất hiếm có vì chúng thường được đặt trong mộ của các chiến binh giới quý tộc. Các nhà khảo cổ Hà Lan dự kiến sẽ mở rộng khai quật khu cống ngầm để tìm hiểu xem liệu còn có cổ vật nào bị lãng quên hay không. Thanh kiếm cổ sẽ được làm sạch đem trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Amborg. Đây không phải là thanh kiếm cổ duy nhất được tìm thấy ở khu vực Scandinavia. Năm 2018, một bé gái 8 tuổi đã tìm thấy một kiếm cổ 1.500 năm dưới hồ nước ở Thụy Điển.